Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị liên hữu Phật tử đồng tu, hội độ duyên lành thì hôm nay phần lớn là các Phật tử chúng ta đây đang sinh hoạt ở trong các tổ đạo tràng và tụ tập ở chùa ngoài ở Hà Đông, Hà Nội. Chúng ta cũng có một số Phật tử cũng hay sinh hoạt và tụ tập ở đây, nhưng chúng ta cũng là có duyên với nhau cùng một cái chí nguyện, đó là tầm cầu giáo lý của Đức Phật và tu tập phát nguyện mong một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo thân này. Cho nên chúng ta thì cũng kết thành những pháp lữ đồng tu để cùng sách tiến động viên nhau trên con đường tu tập. Thì hôm nay thì các Phật tử về đây lễ Phật lễ Tổ thì cũng có những lời thỉnh cầu để chúng tôi giải đáp một số những cái thắc mắc của các Phật tử cũng như là gia đình các Phật tử còn chưa được thông tỏ, thì chúng tôi bằng những cái kiến thức sở học nhỏ nhỏ của mình thì cũng tùy theo câu hỏi mà cũng trả lời cho các quý vị. Thì vị nào mà hoan hỷ thì chúng ta y giáo phụng hành tu tập cho tốt, còn vị nào chưa được hoan hỷ thì có thể chúng ta gặp các bậc cao tăng thạc đức, chư tôn đức trưởng lão, hòa thượng thường tọa, ni trưởng ni sư, cao tăng đắc đạo ở trong giáo hội, các chúng ta tiếp tục tham vấn và thưa hỏi để các ngài có thể khai thị cho chúng ta. Học Phật là phải bao giờ tâm chúng ta phải được thông tỏ thì mới thôi. Ngày xưa các tổ gọi là đại triệt đại ngộ. Các vị thiền sư ngày xưa đi sam thiền học đạo, nhưng ngài Triệu Châu đến năm 80 tuổi xuất gia từ bé, nhưng mà đi tu sam thiền học đạo đến năm 80 tuổi ngài vẫn đi hành khước. Đi hành khước tức là đi cầu đạo. Cứ ở đâu nghe các vị tôn túc trưởng lão mà giỏi, bất cứ vị đó mới là 30-40 tuổi, nhưng mà ngài là một vị đại lão hòa thượng 80 tuổi vẫn đi đến đỉnh lễ quỳ gối ở dưới pháp tòa để nghe pháp. Đấy là gọi là kính pháp vậy, tôn nhân vậy. Ngài là bậc trưởng lão xuất gia 80 tuổi, trong đó thì có hơn 60 năm xuất gia rồi, mà ngài nghe các vị pháp sư nào ở đâu mà đạo cao đức hạnh tuyệt vời thì ngài vẫn đến để sam cầu học đạo. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, quan điểm của chúng tôi ở đây là cho các Phật tử đi các nơi để sam học. Tôi không có giữ Phật tử một chút nào. Các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội mà bất cứ ở đâu tổ chức pháp hội hay tổ chức khóa tu, tôi khuyến khích, ví dụ ở đây các Phật tử sinh hoạt ở trong đạo tràng của chúng tôi ở đây rất đông, mà các Phật tử bảo là lên đây xa quá, thầy tổ chức khóa tu ở đây các thầy còn đang làm Phật sự xa quá, mà mỗi tháng thì thầy chỉ tổ chức cộng tu có một tuần vào cuối tháng từ 22 đến 28 mà lại tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Chúng con muốn là niệm Phật nhiều hơn. Có cụ có Phật tử hôm nay chúng con cao tuổi rồi, mắt mờ rồi, không nhìn thấy chữ nữa, cho nên không đọc được kinh, muốn niệm Phật. Thầy bảo nếu muốn niệm Phật thì ở dưới chùa ngoài ngày nào cũng niệm Phật. Đi xe buýt các Phật tử rất gần, gần hơn ở đây, cho nên các Phật tử cứ bắt xe buýt đến đó vào đó niệm Phật, cộng tu với đại chúng. Đó. Cho nên quan điểm của thầy là tu không nhất thiết là mình cứ phải là theo tuyệt đối một thầy, mà nơi nào tu theo chính pháp thì chúng ta có thể tham vấn và chúng ta có thể đến để cộng tu, để cho gieo duyên. Ví dụ như cũng tương tự như vậy, quốc độ Sa Bà của chúng ta là quái hóa độ của Đức Phật Thích Ca. Vậy mà tại sao Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư rồi hằng hà sa số các Đức Phật ở quái tịnh độ khắp mười phương lại về thế giới này để dùng cái hóa thân để hoằng pháp, để tiếp dẫn chúng sinh? Hay là Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, tại sao ngài lại sang thế giới này thì hiện ra các hóa thân để phổ độ chúng sinh ở thế giới này? Đó. Cho nên học Phật chúng ta không được vướng mắc là đệ tử quy y với thầy nào thì chỉ được sinh hoạt ở chùa đó. Mà khi mà không may cái chùa đó mà xảy ra chuyện gì, hoặc cái sư thầy đó hoặc là viên tịch đi, chúng ta không còn chỗ bám víu nữa, chúng ta là bỏ đạo,
hoặc rằng chúng ta tin tưởng vào một cái thầy nào đó tuyệt đối, mà khi không may cái thầy nào thầy đó mà gì, tu tập mà cái nghiệp nó đến, mà hoặc là không tu được, hoặc là tu nó sai đường lạc lối của chính pháp á, thì chúng ta nghĩ rằng thầy mình còn như thế, huống chi là mình, và mình bỏ đạo như vậy là chúng ta mất đi các cơ hội được thân người, là khó được gặp Phật pháp càng khó hơn, và được tu tập trong chính pháp của vậy là càng khó hơn nữa của mình. Cho nên cái này thì quan điểm của chúng tôi thì các Phật tử chúng ta đi, gọi là đi, ngày xưa các tổ gọi là đi sam thiền học đạo, đi sam thiền học đạo, hay còn gọi là đi hành cước. Đi hành cước, hành cước tức là đi bộ, ngày xưa các cụ đi bộ và đi hành cước, cứ ở nơi nào có đạo tràng, có các bậc tôn túc trưởng lão cao tăng thạc đức mở pháp, khai mở pháp bảo pháp tạng để giảng dạy, các vị đều đến nghe cả. Và bây giờ thì tôi cũng mong là các Phật tử chúng ta với cái tinh thần học đạo như thế thì chúng ta mới viên mãn được cái bồ đề tâm của mình. Đấy, giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử là đi học với gì 53 vị thiện tri thức. Ngài Thiền Tài Đồng Tử là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thôi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là một vị đại Bồ Tát trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát. Thanh Văn thì Xá Lợi Phất, còn Bồ Tát thì là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Làm gì có chuyện mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không đủ trình độ để dạy cho đệ tử của mình là Thiền Tài Đồng Tử. Nhưng tại sao Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại dạy Thiền Tài Đồng Tử là một vị đệ tử xuất sắc của mình? Là gì? Ông nên đi sam học với tất cả các vị thiện tri thức trong kinh Hoa Nghiêm, đó là gì? 53 vị thiện tri thức. Thậm chí có những vị thiện tri thức đó không phải là đạo Phật, mà gì? Đạo Bà La Môn. Có những vị là thờ gì? Là theo các tôn giáo khác. Nhưng mà gì? Thiền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy đệ tử xuất sắc của mình nên đến đó để gì? Để cầu học. Muốn thành Phật thì phải viên mãn gì? Viên mãn trí tuệ và viên mãn công đức. Mà viên mãn trí tuệ thì không chỉ cái trí tuệ xuất thế gian, mà trí tuệ thế gian cũng phải học để biết. Thậm chí là Thiền Tài Đồng Tử đến học với cả những vị gì? Cả những vị là đại tướng quân. Đại tướng quân để học những cái binh pháp, những cái này nọ của các vị, để họ học binh pháp để chiến đấu. Còn người xuất gia thì học binh pháp để gì? Để hộ quốc an dân. Học binh pháp để khuyên các vị vua chúa là dùng tâm từ để đối xử với gì? Với kẻ địch, vân vân. Cho nên là cái này thì chúng ta phải thấy rằng học Phật đó là phải nương vào kinh, nương vào kinh Đức Phật đã dạy. Còn tất cả những lời giảng của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị pháp sư đều là phương tiện. Ví dụ tôi bây giờ tôi phát nguyện là hành trì và giảng giải, cũng như là khuyến hóa các Phật tử đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm, nó cũng chỉ là phương tiện. Hay là rộng ra cho đến Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta là gì? Chuyên đọc tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nó cũng chỉ là phương tiện. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Đã gọi là phương tiện đó, thì nó có thể hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Cụ thể có những người tụng kinh Địa Tạng một tuần, hai tuần, họ thấy rất hoan hỷ. Một năm nay họ thấy đại hoan hỷ. Gia đình họ giải quyết được rất nhiều những cái công việc mà trước đây họ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Dược Sư, thậm chí là tụng kinh theo Hòa Thượng giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ tụng kinh Vô Lượng Thọ 3 năm nay rồi mà không giải quyết được vấn đề gia đình của họ, cái vấn đề mâu mắc trong gia đình, nội bộ trong chuyện cuộc sống gia đình của họ như đất cát, nhà cửa, rồi vợ chồng con cái lục đục vân vân, không giải quyết được. Mà mặc dù họ tụng một cái bộ đại kinh như vậy, một cái bộ kinh mà 10 phương chư Phật đồng hiện ra tướng lưỡi tán thán khen ngợi và hộ trì như vậy, tại sao họ không giải quyết được những vấn đề nhỏ nhỏ trong gia đình? Vì cái duyên của họ, cái phúc báo của họ, gọi là nhân duyên của họ vậy, nó chưa hợp với cái pháp đó, chưa đến lúc hợp với cái pháp đó. Chứ không phải là pháp đó không màu nhiệm, pháp đó là không rốt ráo. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Mà cái phúc của chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ giống như đứa trẻ mới đang học gì lớp 1, lớp 2, lớp 3, đem cho những bài toán, bài văn, bài lý của lớp 5, lớp 7, lớp 8, làm sao nó học được? Cũng là đi học. Bảo lên, bảo một đứa trẻ học lớp 3 lên ngồi học với các anh các chị lớp 10, làm sao nó hiểu được? Trừ những trường hợp thần đồng. Thần đồng thì chúng ta biết cả thế giới có khi vài năm mới xuất hiện
một trường hợp, thậm chí hàng trăm năm mới xuất hiện vài trường hợp. Nhưng chúng ta có phải là thần đồng không? Nếu không phải là thần đồng thì chúng ta phải xem cái nhân duyên của chúng ta học cái gì phù hợp với cái phúc báo của chúng ta. Phù hợp thế nào là phù hợp? Chúng ta tụng kinh mà thấy an lạc, tụng kinh mà thấy trí tuệ khai mở, tụng kinh mà thấy cái tâm từ bi của chúng ta ngày một lớn thêm, tụng kinh mà thấy gì, hoặc niệm Phật mà thấy tâm của chúng ta an, không vọng động, không tán loạn và không ngủ gật, rồi không bệnh tật, vân vân. Thì đó gọi là gì? Chúng ta, duyên của chúng ta hợp với bộ kinh đó, hợp với pháp môn đó, thì chúng ta cứ thế chúng ta theo. Theo bao giờ chúng ta thấy học thuộc rồi, thông tỏ rồi, thì chúng ta có thể gì? Cầu các vị sư phụ mà chúng ta tin chúng ta theo đó giảng dạy cho chúng ta thêm những pháp gì thâm sâu huyền diệu hơn ở trong Phật pháp, để cho chúng ta gì làm cái tư lương hành trang, tăng trưởng công đức, và đi về các, sau khi vãng sinh thì được về các phẩm vị cao hơn. Bình thường có thể chúng ta chỉ học như thế này, tu như thế này, chỉ vãng sinh và hạ phẩm, hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh thôi. Nếu chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta có thể được lên trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh hoặc trung phẩm thượng sinh, thậm chí là lên thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, và mau thành Phật hơn. Đương nhiên càng lên phẩm vị cao thì chúng ta càng nhanh thành Phật, địa vị chúng ta càng cao thì chúng ta phúc báo trí tuệ càng lớn và càng gần gũi A Di Đà Phật, gần gũi và luôn luôn được nghe pháp thân của A Di Đà Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe. Cho nên đấy cũng là cái lời đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các Phật tử trong, ở đây là mấy đạo tràng chứ không phải một đạo tràng, nhưng mà bây giờ chúng ta đang sinh hoạt với, phần lớn là sinh hoạt với một tổ ở chùa ngoài chúng ta, nhưng mà ở đây thì nếu xét về đạo tràng thì cả đạo tràng Phật tử chùa Khai Nguyên thì ở đây cũng có tu với chúng ta đây. Vì thầy cũng hướng dẫn các Phật tử muốn niệm Phật đi cho gần, thuận tiện bến xe đi cho gần mà niệm Phật cả ngày được ấy, thì cứ vào chùa ngoài. Thầy không có phải là các Phật tử ở Khai Nguyên thì chỉ được đến Khai Nguyên, không được đến chùa ngoài, không có. Cho nên đấy là phải khẳng định cho với chúng ta với cái quan điểm tu tập của đạo tràng chùa Khai Nguyên ở đây như thế. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.